Chúng ta hạ được Layuri và Eupolito thì chúng ta còn khá là mini boss để chúng ta có thể xử lý. Và trong mỗi mini boss thì chúng ta sẽ có nhiều nhiệm vụ nhỏ nữa. Và trước tiên hết là mình có giải thích cho các bạn để các bạn có thể dễ nắm bắt hơn, thì chúng ta sẽ có 4 nhánh. Nếu bạn nào coi cutscene các bạn cũng đã hiểu. Thì cái băng đảng này nó chia được chia làm 4 nhóm nhỏ để điều hành 4 cái khác nhau, và sẽ có boss nhỏ nữa. Và boss chùm là El Sueno đây. Cái tên con này nó đọc khó đọc quá. El Sueno. Cái cách đọc tiếng Tây Ban Nha á nó hơi khó để nói ha. Thì quay về vấn đề, chúng ta có 4 mạng, đó chính là mạng Security, Smuggling, Producing và Influence. Cái này là Security là kiểu như là mình hiểu, nhưng mà ý là kiểu như là độ ổn định, kiểm soát. Security mấy mình nghe đây, các bạn cũng đã hiểu ý nó có như thế nào rồi. Bảo vệ này nọ, bảo vệ và kiểm soát cái băng đảng này như thế nào. Cái lại về chiến đấu hay là đánh người ta, ví dụ vậy. Smuggling hình như mình nhớ là hình như là giao dịch về buôn bán lậu, mình nghĩ là vậy, buôn lậu với lại giao dịch ma túy rồi buôn người, ví dụ mình nghĩ là vậy. Còn producing là chế thuốc, chế ma túy, cái kiểu phân khúc chế độ. Và chúng ta có cuối cùng là influence, ảnh hưởng bằng cách tuyên truyền hay cái gì đó tùm lum la. Và chúng ta sẽ có mini boss một đống mini boss đây, và boss nhỏ chúng ta sẽ là nguyên cái ông chọn bự nằm ở giữa là Plaga, rồi Pramon Blast, Laringa và Elbota. Và boss cuối là đây. Thì những tập tiếp theo mình quay á, thì mình nghĩ là mình sẽ quay lên theo một cái chu kỳ. Thì mình sẽ cố gắng làm hết nhiệm vụ dành cho cái mini boss của một mảng, và mình hạ nguyên một cái mảng đó. Rồi thì chúng ta sẽ bước sang một cái mảng mới, sang cái tập mới, ví dụ vậy. Mình sẽ bước sang một cái mảng mới để các bạn dễ nắm bắt hơn. Tại vì có nhiều người sẽ quay thoải mái là kiểu như là hôm nay chúng ta giết cái thằng này, và hôm sau chúng ta giết cái thằng bên đây, và bên đây miệng sau chúng ta hết, thì nó hơi khá là phiền và cũng khá là khó cho các bạn nắm bắt được là cái quá trình mình đang tới đâu. Tại cái nhiệm vụ đó cứ thay đổi hoài, không thể nào chúng ta có thể quay liên tục được. Và nếu mà mình có cắt á, thì mình sẽ cắt để mình ghép lại cho phù hợp hơn, và chúng ta vẫn sẽ theo một cái hướng nhất định thôi. Và những cái nhiệm vụ trong đó mình sẽ nói trước khi mà mình làm, để các bạn nắm bắt dễ hơn cái quá trình mình đi tới đâu rồi. Như thế sẽ đỡ hơn, tốt hơn. Ok. Và cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ làm đó chính là của bên cái thằng này. Tại vì nếu bạn nào muốn đánh nhiệm vụ này, bạn buộc phải có intel cái đã. Bạn phải đi vòng vòng cái map và lấy được cái intel nó mới mở cái nhiệm vụ cho các bạn. Thì hiện tại là mình cũng chỉ mới mở được nhiệm vụ của thằng này 3 cái. Cũng khá là ổn, đủ để chúng ta có thể làm nhiệm vụ tiếp theo. Và hai cái nhiệm vụ này mình cũng không biết cái thằng này nó cái thằng này tên gì, nhưng mà thôi kệ, dù sao chúng ta cũng đã biết cái mạng này thế nào. Nhưng mà mặc dù chúng ta phải chạy khắp nơi thì chúng ta mới tìm hiểu được. Thằng này ở đâu mình coi, Floridero, cái chỗ này mình chưa tới, mình chưa có đi tìm intel ngay chỗ này. San Mateo, chỗ này mình có tới và mình đã thấy intel của thằng này, và mình được hai nhiệm vụ còn lại. Thì mình nghĩ là phải unlock sau khi mình quá trình mình làm. Và nó cái chỗ này của thằng này nó gần nhất cái chỗ mình đang ở, đó chính là đây. Cái nhiệm vụ này trước rồi mình chưa có quay, cho nên nó là một nhiệm vụ xa lạ đối với các bạn đây. Và chỉ sau cái tập đầu thôi, tại tập đầu còn khá là những cái nhiệm vụ quen thuộc đối với các bạn. Và mình, nhưng mà mình phải quay để cho nó đủ nguyên cái walkthrough của the game thì nó sẽ hợp lý hơn, để các bạn có cái góc nhìn về cái bắt đầu của cái nội dung nó như thế nào trước khi chúng ta vô cái những nhiệm vụ lạ hơn. Ủa, chỗ này có vẻ rất là đông. Chỗ này có vẻ đông đó. Hey, we got a narco by the camp entrance. Để mình vô thám tình hình cái đã. Trước khi vô. We got a mounted weapon. Đông phết đấy chứ. I'm spotting another tango. Vấn đề là mình cũng chưa làm nhiệm vụ này bao giờ, cho nên để tìm đường vô thì có vẻ khó đó. Chúng ta phải bắn cái cục này để cho nó khỏi báo động khi mà chúng ta lỡ có bị phát hiện hay gì đó. Đi xa quá đó.
We got a couple of narcos. The baby makes three. Chưa, sẽ boss spot được càng nhiều càng tốt. There's a Sicario over here, by the camp entrance. Nó ngồi nó nói chuyện ở đây luôn, nó ghê chứ. Để xem mình, nếu mình zoom lên còn phát hiện được ai nữa không. Có nhiều lúc á là kiểu như mình không phát hiện được, nhưng mà do lúc đó mình nhìn lên là mình lại thấy nha. Giờ hết pin rồi. Như vậy cũng khá là đủ để chúng ta, để chúng ta thể đột nhập vô cái chỗ này. Ồ, có một cái xe đi ngang qua hết rồi. Chỗ này đông phết đấy chứ. Hold up, they're gonna spot you. Hang back, reflect a spot. Ok, mình phá được cái cục rồi. Và nó sẽ không phát hiện được chúng ta. Khi mà chúng ta lỡ, nếu chúng ta có bị gì đó thì nó sẽ không báo được, chúng ta sẽ không bị reinforcement chèn vào. Và chúng ta cần phải lẻn vô bằng cách nào đó, ví dụ. Giờ chúng ta phải tìm đường để lẻn vô thôi. Câu hàng này nghi ngờ, chắc là nghe tiếng bước chân của mình hay sao á. Chỗ này nhiều lúc nó khó nhìn, nhưng mà để coi chỗ này, nhưng mà chỗ này chúng ta vô được. We got a tango with multiple civilians around. They got alarms rigged up. Tới những chỗ này mình là xa quá mà lại không thấy. Như là một cái trick trong cái tựa game này á, là nếu các bạn nào bắn ở một cái vị trí địch ở vị trí khá là xa á, thì với khoảng cách từ 150m lên, các bạn không cần phải dùng suppressor, thì đạn nó sẽ đáng bắn sẽ nhanh hơn nhiều, và nó vẫn sẽ không phát hiện được bạn đâu. Nếu bạn bắn xa hơn 150m, từ 150m trở lên nó sẽ không để gì hết. Nhưng mà trừ khi là nếu mà bạn bắn những chỗ nào đó thì nó địch ở gần bạn vẫn sẽ phát hiện. Còn ý là mình, những địch nào cách bạn 150m thì sẽ không sao hết. I got a cartel sniper by the camp entrance. Mình không thấy nó, nhưng mà nó thì nó có thể, nó sẽ thấy mình đó. Target down. Nãy mình bật cái nòng ngắm này lên nhìn cho nó dễ. Thằng kia nó nghi ngờ một tí rồi, nhưng không sao, chúng ta có thể đợi nó xuống và xử lý nó cái đã. Để cho mình kêu đồng đội xử lý thằng này được không? Lost visual on the target. Check your targets. We got civilians all over. That's the place. A kill. Fuck, I found a body. Roger, target acquired. Firing. Nice. What if?
Có điều mình thích ở chỗ này là nó xử lý khá là nhanh và gọn. Có điều là chúng ta đang bị phát hiện nhẹ đó. Chúng ta buộc phải chạy vô để lấy cái thông tin trên cái máy vi tính của thằng kia để làm sao chúng ta không bị phát hiện. Nó không ngờ này có giáp luôn trời. Cái điều mình có nói với các bạn là điều mà mình không thích giữa em này là khác so với Watch Dogs, đó chính là một khi bạn đã bị phát hiện nguyên khu thì biết hết. Nó khá là phiền ở chỗ đó, một trong khi mình nghĩ là bên The Division nó sẽ thực tế hơn là chỉ nhiều lúc là trừ khi là các bạn chỉ bị phát hiện một số chỗ thôi, và những chỗ nào vẫn chưa phát hiện ra bạn thì nó vẫn sẽ tiếp tục vẫn chưa phát hiện ra bạn đâu. Còn game này thì cứ như là một khi phát hiện ra hết luôn. Nào để cửa đây. There's a record of the prison's inmates, it's here. Oh, no time to tới rồi. Nằm tuốt ngoài góc cái ngoài lề này luôn. Download started. Stay alert, people. Got the target. Download complete. Let's exfil and get the data to Bowman. Hopefully there's something here we can use. Bây giờ chúng ta nói chuyện với ông này chúng ta được gì à? Nhiệm vụ chúng ta là đi tìm cái nhỏ phóng viên. What do you want, gringo? We're looking for a journalist named Lupe Vera. So are we, but it's too late. The cartel has her. They've taken her back to her base. You planning a rescue? Yes, but it would be suicide. The outpost is heavily guarded and I don't have enough troops. You do now. We need to get to Vera, whatever it takes. Then let's go. We haven't got much time. Anden, hermanos. Ok, và thằng này nó kêu là chúng ta không có đủ quân số và chúng ta bây giờ là đủ rồi đó. Trong khi chúng ta chỉ có 4 đứa thêm thôi. Ủa, cái chỗ này nó cũng gần phết đó nha. Bên kia đường. Mà thằng này nó không dám đánh thôi. Nó cứ quanh đây thôi mà. Có giờ không dám đánh thôi. Ngại hay sao? Có thằng ở đây thì phải. Vừa mới đứng dậy là một phát gục tiếp. Để cho mình do thám được thằng nào, mình do thám coi. Mấy chỗ này thế nào, con sniper. Yo, Sicario, with a submachine. Đúng luôn. Where you got him? Near that stack of tires. He makes five. Đây. Sniper in the tower. Để coi có chỗ nào mình bỏ sót không thôi. Đáng lẽ có đứa nào đứng đây à? Đây đây đây, có thằng trên lầu hả? Hoặc là sâu ngay chỗ này không? Không có luôn. Không phải là không có mà là mình không tới. À đây đây đây. Nó có một cái motor luôn. Ok, chúng ta hết pin rồi. Để coi mà xử hàng sniper được, chúng ta xử nó trước đi. Tango down. Nhìn cái đồng ngắm này nó dễ hơn nhiều. Là nó nhìn nhiệt cho nên mình biết những chỗ nào mà kiểu như có bức tường đó mà mình tối quá, mình hồi không thấy rõ thì bật cái đồng ngắm lên sẽ giải quyết được cái điều đó. That's a kill. Chúng ta sẽ cố gắng là im lặng hết như có thể ha.
Làm sao để cho nó không phát hiện ra chúng ta đang ở đây. Mình nhớ là cái thằng đứng ngay motor kia rất là khó bắn. Này sniper chắc máu trâu lắm. Target down. Chết không kịp thở luôn. Hai này đang nói chuyện với nhau. Mình chưa sẽ khoan bắn cái thằng đó. Như vẫn còn thằng chúng ta chưa phát hiện. Còn thêm một thằng nữa chúng ta chưa phát hiện được. Hết cái hồn. Đừng check cho kỹ rồi. Đây đây. Chúng ta có 3 thằng. In position, target's marked. Just say the word. Eyes on the target. I've got the target. I don't have a shot. Target's marked. Just say the word. What if I wait? Target acquired. Chứ ta còn hàng số 2 nữa. That's a kill. Thằng kia ngồi trong nhà mới đâu chứ. Cái góc nhìn là tại các mấy thằng ghost đã đi theo mình. Cho nên không có cách gì mà chúng ta có thể tiếp cận nó từ bên ngoài được. Cho nên buộc chúng ta phải lại gần và mình chỉ sử được hai thằng cho nên mình kích hoạt cái kia luôn và do đó đánh luôn. Và chúng ta có thằng ở đây nữa. Trời, mấy cái này nó mạnh thiệt luôn á. Bắn mà đến độ mà nhìn nó, các bạn thấy không? Nó sát mà nó giống như nó văng vậy. Bắn phát muốn văng sát luôn. Này, dưới này chắc mình cũng không cần phải quan tâm lắm đâu ha. Được rồi, có một thằng ở đây, một thằng ở đây. Để mình xử lý được hai thằng này. Cho sẽ cho team xử lý hết ba thằng này đi. Bad guys are marked, waiting on you, boss. Copy. Target marked. Roger. Target acquired. Để chuyển thằng này sang bên đây đi. Target's marked. Standing by for go order. Target lost. Got the target. Good to go. Chúng ta còn có thằng nữa thôi à. Whoa, 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 whoa. Rồi sống đẹp. Ngon quá ngon. Giờ cứu nó là đẹp luôn rồi. Nhưng mà chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Đi em ơi, đi em ơi. Trước khi có nhiều cái chuyện xảy ra hơn. Chúng ta thấy cái chuyện nó sâu mà. Chúng ta đang bị săn đuổi rồi. Nhanh. Có cái safe house này. Tụi bay không cần phải lên đâu. Cho nhỏ này lên chứ được rồi. Kiểu gì, kiểu quái gì tụi nó. Lát hồi cũng teleport lên. Chúng ta có một cái safe house đây cho nên không sao. Tụi UDS có liên quan nữa hả? Ghê vậy? Nhỏ này phóng viên mà nó làm gì nó kiếm được nhiều thông tin bừa đời vậy? Nói nhỏ này cũng can đảm lắm luôn á. Làm ba cái nghề này mà làm ba chỗ nguy hiểm như thế này. Nói thiệt chứ làm phóng viên nó cũng có các chừng mực. Có nhiều người mình thấy làm phóng viên cũng chịu khó ra tới mấy cái chỗ mà nguy hiểm Syria kiểu để chỉ để làm quay tin tức hay nhiều như mình. Nếu mà là mình cũng nghĩ là liệu có đáng hay không. Tốn ra có khi bạn sẽ sau này hối hận không kịp. Tốn ra cuộc đời để có khi có nhiều người bị mất mạng nữa. Các bạn có thấy là nhiều người bị ISIS chặt đầu kiểu. Trong đó có cả phóng viên nữa. Cũng khá là tội chứ. Rồi tới rồi. Chứ mấy chỗ này lúc nào cũng có máy bay giật thằng để sẵn ha. Giờ nói chuyện đây. It's not hard to guess that los desaparecidos, the disappeared, have all been murdered. I've got notes in some truck the cartel uses to pick up the bodies. It's supposed to have a regular route like a fucking garbage service. That's it?
What about its route? Its schedule? Nothing specific. Oye, amigo, this was hard enough to get as it is. I just know that the truck's last stop is a place where the cartel gets rid of the bodies. Okay. Mission check boy. Đây gần như là con video hay gì đó. Chụp hình mấy cái này lại ơi. Để hả, chúng ta sẽ mở được cái nhiệm vụ tiếp theo. San Mateo. Chúng ta có skill boy mới luôn nè, 5 cái skill boy. Drone làm giảm thời gian cooldown nè. Mình có một cái bonus mod, bonus medal sẵn luôn rồi. Nó làm giảm thêm 8 giây. Và reduce cooldown to 30 giây. Giảm xuống còn 30 giây hả? Ngon. Cũng được. Để coi mình có upgrade được cái gì không? Mình hả? Không cần lắm. Bullet resistant. Reduce the amount of damage. Cái này cũng được, làm giảm dam khi mà bạn bị bắn, ví dụ vậy. Tăng này tăng 10% thôi. SWAT thì để coi. Nói chung mình cũng đang cần cái revive speed. Hoặc là SWAT resilient cũng hay. Cái này sẽ giúp cho team nó chịu dam được nhiều hơn, nhưng mà cái này nếu mà mình đánh online nhiều thì cũng không cần lắm, tại vì các bạn chỉ cần cái đó khi mà bạn chơi đánh với AI thôi. Cho nên chúng sẽ upgrade mấy cái này nếu được. Ok, chúng ta đã nhận được một cái nhiệm vụ tên là La Casa del Pueblo. Và sau khi chúng ta làm con vụ, cô nhỏ phóng viên kia nó đã cho chúng ta biết địa điểm này. Và đây là một cái nhiệm vụ thứ 3 trong tổng số 5 cái nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có 2 thằng ở đây thôi. Target marked. Good to go. Target acquired. Standing by. Roger, target acquired. ¿Qué putito? ¿Quieres que te dé una probadita para que veas lo cabrón que soy? Tango down. Mình thường hay cho Ghost nó xử lý mấy thằng này, tại vì mấy này nó có cái tầm nhìn với lại là nó xử lý chính xác hơn mình nhiều. Ví dụ lỡ mình có bắn hụt gì đó, 400 mấy mét cũng khá là xa đó, nhưng mà mình phải đi qua cái chỗ này luôn hết trơn. Tức là chúng tôi đi vô, còn sniper đứng ở đây. Tụi mình có mình xử lý được thằng này không? Một bé đó đi. Biết thế nào cũng có một bé ở đây nữa. Sniper, top of the tower. They got alarms rigged up. Chúng ta đã dẹp loạn rồi. Sniper xong hết rồi. We got Tango, danger close. I got two Sicarios by the checkpoint. Nó spot được mình luôn, tiện vậy. Để mình coi mình còn bỏ sót thằng nào thì mình sẽ spot luôn. Got a mounted weapon. I got a third target. Có nhiều lúc á là mình nhìn vô nó nhiều lúc nó cũng không spot, nhưng mặc dù mình phải nhìn kỹ lắm đó, nó mới spot. Có lẽ là mình nên upgrade cái độ xa của cái nòng này hơn, nó sẽ tiện hơn nhiều. Tại mình cũng upgrade cũng khá là được 2 miếng rồi, sao mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà tới cái những chỗ như thế này chúng ta lại không thể nào vô được. Yo, Sicario with a submachine gun. Tell me where. At the entrance to the camp. Để xem chúng ta nhìn được bên trong được không? Chances are with this size operation, the jail cells unlocked. Cũng được cái là mình upgrade cái pin nhiều lắm, cho nên cũng mất một khoảng nó mới hết được. Với lại mình có upgrade cái skill mà giảm thời gian của nó, cho nên còn chứ nếu mà chúng ta có hết thì chúng ta hồi lại cũng rất là nhanh. Target
Lần này sao quá, để mình lấy cái súng nhắm này ra mình bắn cho chắc ăn. Nó di chuyển mới ghê chứ. Nó vô góc khuất rồi. Hey, we got a narco. Check the helipad. Lâu lâu mấy này nó spot giùm mình luôn, cũng khá là tiện. Nhưng mà cái chỗ này bị cái là mình không biết cái đường vô của nó nằm ở đâu. Chúng ta có là thằng ở đây. Cái đầu này khó nhìn ta. Để mình cho chốt xử lý thằng này, tại thằng này nó khó nhìn quá. Để coi mình tìm đường vô được cái chỗ nào, vô được cái khúc này không ta. Cái đường nó bị chặn hết trơn rồi. Có hàng rào kẽm gai rồi. Mà khúc này không biết vô được, à vô được, chúng ta vô được nha. Cái khúc này mình cũng lưu lẹ một tí để đưa vô được cái chỗ này. Ô ô, nó phát hiện rồi, nó phát hiện rồi. Nó vẫn chưa kịp báo động. Thế là chúng ta có tắt cái mấy cái mà chuông báo động rồi, cho nên có lẽ là chúng ta vẫn phải nghe. Ở trong đây có một thằng trên lầu, tại mình thấy nó chói sáng cái kiểu, không biết nó đứng ở đâu thôi, chắc là trên nóc gì đó, hoặc là ở đâu quanh đây. Vấn đề khá lạ là mình không thấy nó đâu, trong khi nó đứng rất là gần trên minimap. Mình thấy nó trên minimap mà mình không biết nó đứng đâu hết. Có thể là trong cái phòng này, mình nghĩ là vậy. Đúng rồi, đúng rồi, còn thằng nữa, nhưng mà còn thằng nữa. Cuối cùng cái thằng kia nắm đâu ta? Hay là trên đầu mình ta? Đúng rồi, trên đầu mình. Hèn chi bóng nhìn phía dưới ngoài, nhìn qua không ra. Chỗ này bắt đầu xa đó. Heads up, we got a turret. Sniper on that roof. Xem còn ai nữa không ta? Trong đây còn một thằng nữa mà mình vẫn chưa spot được sao? Chắc nó đâu đâu trong đây. Xa quá không tới à? Got eyes on a mounted weapon. Lâu lâu vô tình thấy được mấy thằng này, mặc dù là mình ngoài mình không thấy nó luôn. Mình chỉ nhìn trên bản đồ thấy chỗ nào mà còn mờ mờ là chúng ta chưa spot được. Eyes on the target. Target marked. Cái hộp này khó nhìn quá đi. Để mình kiếm chỗ nào gần gần thôi mình ngắm rồi. That tango's down. Ok, chúng ta xử xong khúc đó rồi. Chúng ta đi vô xử từ từ thôi. Phải có một thằng ở đây nữa nè. Rồi chúng ta spot luôn rồi. Cũng hay là mỗi lần mà mình đánh á, nó có lưu lại cái nòng ngắm mà mình hay dùng với những cây khác. Rồi ok, chúng ta phá xong rồi. Quý là nó có nghe tiếng súng không nè. Để mình dụ thằng kia qua hướng kia coi. I'll see how they like a simulator.
Ồ, không ngờ mình bắn hụt thằng đó luôn ta. Wow, 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 wow. Đó, bắn mày không trúng trời. Wow, 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 wow. Sniper nó bắn. Target's confirmed. Ready to assault. Oh, sniper, sniper. Target acquired. Có chỉ thằng tới mới ghê chứ. Rồi có lẽ mình sẽ vô tắt cái máy hệ thống đó. Generator. Này vẫn xuyên không được rồi. Oh, đông quá. Có một thằng đứng ngay chỗ đó luôn mới ghê chứ. Rồi cái team mình khá là OP. Mỗi lần mình gục cái nó làm mọi giá nó tới nó cứu cứu, nhưng mà nó sự cũng mấy thằng xung quanh cũng khá là ổn chứ. Nhưng mà mỗi lần như vậy nó chỉ revive mình được một lần mỗi trận đấu thôi, mỗi trận đánh thôi. Mình cũng ngờ thì có thằng kia đứng đó thôi. Canh canh lên kia nữa. Anh vô tắt cái này ra. Hoặc là mình có thể dùng bom để mình phá này được không? Let's talk to one of these prisoners, see what we can find out about the disappearances. Talk to the rebel leader. Sao mấy này được chưa đâu đây? Sao tụi mày không chết giùm cái đi? Bắn gì mà không trúng trời. Cái là mình nên nâng cấp cái vehicle destruction nó sẽ hay hơn để phá mấy thằng này. Các bạn chỉ cần bắn một cái là nó sập nguồn luôn. Mấy cái xe cộ của mấy đứa này khá tiện hơn nhiều. Rồi mình nói chuyện với cái ông này đó. Hey, I need your help with something. We've been trying to figure out what happens to the people who disappear in San Mateo. What happens to them is El Pozolero. The stew maker? But what does he do with the bodies? Where are they? He takes the corpses and stuffs them into oil drums, then covers them with lejía. What's the English? Lye. Caustic soda. Sí. Sosa caustica. Within a few days, the bodies in the oil drums, well, there are no bodies left to find. So now we've got a name. We need more info on El Pozolero. A way to go after him. Ok, chúng ta xong 3 nhiệm vụ rồi. Chúng ta còn 2 nhiệm vụ là chúng ta sẽ biết thằng chùm cuối như thế nào. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là đi theo một chiếc xe tải chở xác chết tới El Pozolero. Chúng ta phải tra khảo thằng lái xe để tìm được cái vị trí của El Pozolero. Và tại sao nó sau nhiệm vụ đó, và cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ 4/5 rồi. Có lẽ là sau nhiệm vụ này chúng ta sẽ được đi đánh cái thằng chùm mini của cái khu này. Và mình cũng chưa rõ cái tên của thằng này là gì, nhưng mà để coi tới đó chúng ta sẽ biết. Chúng ta cũng không cần biết bây giờ đâu. Chúng ta chỉ cần dừng xe này thôi gì. Quấn nó đi em. Đừng có giết nó là được rồi. Đừng có giết nó, chúng ta cần phải nói để tra khảo vị trí. Xuống xe đi, xuống xe đi. Xuống xe đi. Đừng có giết nó. Giờ khai ra mày ơi. For serious? Fuck no, I'm not that Diablo. I just drive the truck, way, nada más. Tell me his name and where to find him. His name's Raul something. Raul Morillo. You sure you want me to tell you where he is? Motherfucker, tell me where El Pozolero is. I ran out of patience 2 days ago. All right, I'll tell you where he is. Pero, you wish you'd never found out. Bowman, this is Nomad. The driver gave us El Pozolero's real name. Nó nhìn mấy này xăm hình mà hỏi tra khảo người ta ngầu phết rồi chứ. Giờ motherfucker, giờ mình cứ khai ra không? Tao hết kiên nhẫn 2 ngày trước rồi. Đấy, tao cần phải giết thằng này gấp. Đúng không? Nó mấy này nó không biết sợ là gì, nên không mặc một khuôn mặt lạnh lùng đúng nghĩa ghost luôn. Chỉ có giết thôi. Chứ không có làm gì hết. Thanh niên da đen teleport lên nè. Coi mình vụ cuối có chưa?
Đây, El Pozolero. Thằng này tên là Raul gì đó đó. Để coi, nó nằm đâu. Briefing underway. Just got a file transfer from Bowman. Looks like she was able to dig up some back. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ông này cái đã. When I was a kid, we used to live over the train tracks. Every time a train went past, I would run into my mother's bed and she'd assure me there was no such thing as monsters. She was such a liar. El Pozolero, also known as the Stewmaker. Sometimes the cartel needs a dead body to completely disappear without a trace. In such cases, they ship the cadavers off to San Mateo. The first thing El Pozolero does is place the bodies inside a barrel, which he fills with caustic soda, sodium hydroxide, then covers the drums, stirring occasionally. After 24 hours, there's nothing left but a thick sludge, a stew. He pours this into a pit. Any leftover teeth or bone fragments, he smashes into dust. Last year, more than 300 people disappeared in San Mateo. Their families have no idea if their loved ones are alive or dead. They can't have proper burials. They can't have closure. The only one who knows what truly happened to these people is El Pozolero, the monster who melted them. Trời má, cái ông này, ông kinh dị phết. Ông bỏ người ta vào một cái thùng phi. Và ông chơi, mình cũng không biết, mình không giỏi hóa học, mình chơi mấy cái chất gì đó. Và dĩ nhiên là cái chất đó sẽ làm cho nguyên cái body bạn nhão ra luôn. Và vì nó rất là độc hay gì đó, kiểu acid chẳng hạn, kiểu như acid thì sodium gì. Bạn nào giỏi về hóa học cái là bạn sẽ biết. Thì còn cái này thì mình kiểu giải độc mình mà hiểu sơ sơ thôi. Và ông này là body disposer, tức là hủy xác. Và ông có những cách để hủy với những cái xác đó. Và ông có hơn 600 nạn nhân. Ghê thật. Và ông bỏ những cái thùng phi như thế và ông xử xác người ta trong chỉ cần trong vòng mấy chục tiếng sau là xác nó không còn gì hết, trừ những cái như từ canxi hay là móng tay, móng chân thôi. Còn nhiều là tan rã hết. Ghê phết đi được. Chúng ta cần phải giết thằng cha này sớm. Mình nghĩ là vậy. Càng sớm càng tốt. Giết cái ông El Bozolero. Mình sẽ đột nhập vô rồi bắt ông ra. Để coi mình có cái nòng ngắm này dễ nhìn hơn. Target down. Vẫn chưa bị phát hiện. Có cái chỗ này sniper nè. Sniper out there. Quá đẹp. Để coi còn sniper nào không? Ồ rồi. Có thằng. Another target carrying submachine guns. Này đây có cái trụ nữa nè. I got eyes on a sniper. Hơn quá. Nãy mà đáng là mình bắn trúng rồi đấy chứ. Spot được thằng nào đây? Đây, spot được thằng. Spotting another tango. Watch out, place is rigged with an alarm. Để coi mình còn thấy được cái nào nữa, mình spot luôn. Cái chỗ này cũng khá là tiện để cho các bạn bắn ngắm đấy chứ. Watch out, place is rigged with an alarm. Với cái khoảng cách mà cái chỗ 150m cho lên các bạn bắn không cần phải gắn cái suppressor nữa, nó sẽ làm đạn bay nhanh hơn nhiều. Ồ, 300m rồi. Điều thú vị của game này là bạn phải tính đạn rơi nữa nha. Cái độ này mình không thấy cái điểm để bắn vô á, cho nên bắn hoài nó không phá được cái cục đó. Ok, chúng ta vô đi vô bên trong cái đã. Yo, cartel gunman.
Trời ơi, bị khóa rồi, mình không muốn để mình đi đường vòng nữa rồi. Ôi, mình cứ tưởng cái chỗ đó vô được nhưng mà có kẽm gai luôn rồi, không vô được. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. There's a cario over here, close to the truck. Mấy này nó spot giùm mình luôn chứ, cũng khá là tiện. Ủa giờ mới hát nào ta? Đây còn một spot thiếu nào không? Đây còn thằng sau đây nữa. Ủa đâu? Không thấy luôn. Chắc là trên đây. Đúng rồi. We got a Sicario. Next to the checkpoint. Còn nào không? Sao nhìn vào đây không thấy ai vậy? Ồ, thanh niên nằm ngủ. Just spotted one with submachine guns. Ok. Nó, thằng kia bỏ xuống liền luôn. Thằng nghe này nghe tiếng súng hay sao á. Chúng ta còn sót một cái chuông mới ghê chứ. Hồi bọn nó chưa thấy. Their lieutenant's running away. Opening fire. Chúng ta cần phải vô lấy cái ông này gấp thôi. Mặc dù chúng ta chưa bị ba phát hiện nhưng mà nó báo động gì cũng đáng nghi ngờ rồi. Biết cái ông đó. Cái này bắn rác quá. Chúng ta cần phải vô cái nhà nào gấp. Mình cũng không rõ là cái ông kia nằm đâu. Đưa vô đây chú đỡ rồi, có cái nhà đây. Ông nằm đây luôn nè. We need him alive. Mày hên vãi con ạ. Chứ không là tao giết mày nãy giờ rồi. Open fire đi. Chúng ta còn một cái xe. Mình xử được cái trực thăng này, mình xử luôn vậy. Chứ cái trực thăng này nó khá là phiền đó. Vô xe đi em, vô xe đi, nhanh. Chúng ta cần phải coi cái đường đi đó. Bắn đi, open fire. Mở cửa. Có đứng một giây xong nó mở cửa, ghê thiệt. Mấy này bắn cũng ghê lắm chứ. Chứ đùa hoài. Chưa thằng hết dí được rồi. Đùa đấy, chưa xong nữa. Mình lái xe điều ngại quá. Mấy này nó bắn ghê thiệt chứ. Thôi, nó. Nó không ngờ phút cuối mình vô lại kêu mình chúng ta cần ông đó còn sống.
Trong khi á, những cái tội ác ông này gây nên chúng ta phải nên giết mẹ luôn cho rồi, đúng không? Không hiểu sao mà để cho ông sống làm gì. Xe mình thì muốn nát bấy luôn rồi. Đấy, ở đây nó còn có nhiều đi đát nữa chứ. Mà chắc ít thôi, một thằng, hai thằng gì đó. Miễn là chúng ta không đụng rồi tụi nó, chắc tụi nó cũng không đụng gì mình đâu. Cho nên, tôi kệ đi. Wash away an American? You mean put this American in a barrel and cover him with lye? Claro que sí. Some of the other men. Xuống mày, nó nhiều quá vậy thôi. Giờ mày khôn hồn mà vô mày khai hết cho tao. Ui, tao bấm nút extract mà. Dạ rồi. Nó mày nghĩ mày giết người ta được giờ, giờ mày gặp mấy thằng như tao mày là sợ sao? You're coming with us, fuckface. Why are you angry with me? Estoy... Inigo Morales, district court judge, disappeared on his way home from work. Octavio Rodriguez, student activist. Kidnapped by a gang of armed men outside a local bar, never seen again. Mirabel Castro, school teacher, last seen at an Unidad checkpoint in Santa Cruz. I remember her. She had beautiful skin, like an angel. There's a thousand more like them in this stack, you son of a bitch, and that's just this year. Every one of them had a family. People out of their minds with grief because their loved ones are gone. But they were dead. What else could I do? Midas thinks he's got the mind of a child. Probably has no idea what you're talking about. Well, he better have a fucking photographic memory. I want the names of every single person you put in one of those drums. I don't care how long it takes. Do you understand me? Yes. Okay. Then you will take me back, ¿verdad? I must get back to work. I can handle stupid and I can handle grim, but I sure don't like seeing them in one package. He's not exactly stupid. He's emotionally underdeveloped. He didn't learn the proper way to react to the dead. Like his brain broke? Nghĩ sao mà cho ông này quay trở về hết trời. Skill boy cộng 3 với cho cái súng nữa nè. Mình có 4 điểm skill boy rồi, ngon, phết đấy chứ. My diversion lure. Nói chung cái nào up được up hết. Mình là khói up cái frag grenade. Mình chúng ta chưa đủ resort. Thế không mình còn up được cái gì mình up luôn. Bullet resistance cũng được. Cũng khá là hiệu quả đấy chứ. Giảm thêm 10% nữa. Ăn đạn được nhiều hơn. Đúng nghĩa đen luôn. Ăn đạn nhiều hơn. Tăng thời gian hồi sinh. Cái này cũng tùy lúc á. Mình nghĩ là ăn đạn nhiều hơn sẽ thú vị. No pain cũng được. Ồ cái no pain này mới up được rồi nè. Nhưng mà chỉ sau khi mình revive thôi. 3-4 điểm skill boy còn ăn đạn nhiều hơn là lúc đang bắn đi. Rồi chúng ta có cái súng mới nữa. Residus, cái này một trong những cái cây có hình dòng nguyệt quế chúng ta không thể edit được. Để coi nó có cái gì em ơi. Một cây Bison nhưng mà đã mod sẵn và có skin sẵn trên cái súng luôn. La Plaga's response to the attacks proved he did not understand that the most basic function of a drug trafficking organization is to make money. What does your father do? He's a halcón. A lookout? Sí. He hasn't been doing his job, has he? I don't know. Killing innocent people does not help you. Just the opposite. It alienates the people you need most. It sends them into the arms of your enemies. Who is really your brother? Tu carnal? The man you grew up with? Fought with? Bled with, grew rich with, or some guy whose mother got fucked by your father? La Plaga has gone too far. You know what you must do. I thought it was only fair to let El Muro take care of his little brother. He would do it quickly, mercifully,
Nothing like what I saw in the videos. I am not my brother's keeper. That's the Bible. That's God. Run. El Mudo chose to go against the word of God. Our security infrastructure was being attacked. It made me question if La Plaga, our head sicario, was up to the task, or if he was too distracted with social media antics. Are you too busy chasing pussy on the internet to do your fucking job? Or is fucking your job? No, jefe. He's my brother, sueño. I will keep him in line. La Plaga got the message too well. He doubled down. Whoever's behind this, know that we will find you. Know that for every one of us you kill, we will kill 10 civilians at random. There is no such thing as innocent to me. The little pendejo had no idea how much damage he had just caused.